Em Emil xin chào tất cả quý giả và quý anh em nhé. Tiếp tục quay trở lại video clip trong buổi sáng này thì Emil tiếp tục về hàng. Và ngày nay thì bên em Emil về một cặp loa JBL mang mã số model là M3525 mã các anh em nhé. M Sesi. Dòng này thì phân khúc sử dụng driver 1 bát 40, một chiếc kèn. Bát của nó sử bạn sử dụng bát xương đen. Đời này thì sẽ hay hơn những dòng loa như 825 và 925 sử dụng đời cao anh em nhé. M Sesi 25 mã M35. Thiết kế về thùng, thùng nó sử dụng thùng nhựa ABS đời cao. Đấy, thế chống va đập cũng như là chống ẩm mốc anh em nhé. Đó. Ngày nay thì bên em lưu vào một cặp duy nhất thôi, M35 Sesi. Ngày nay lưu vào và tiếp thị tư vấn tới toàn thể quý anh em và lên video giới thiệu cho anh em sản phẩm đang có mặt tại trung tâm điều hành trong buổi sáng này về hàng anh em nhé. Cặp này thì bên em lưu và cực kỳ tuyển chọn luôn anh em nhé, mới trên 90% luôn. Đó. Từ thùng vách cũng như bát đép phân tần bên em lưu tuyển chọn rất là kỹ anh em nào. Và thiết kế thùng này cực kỳ đẹp này, thùng nhựa cho sần tới cao anh em nhé, nhựa ABS MCC M35 25 mã. Em đỏ ao luôn. Tép chưa đông cần loa dép của nó ra rất hay luôn. Bát sâu lắm và đánh uy lực. Tiếng cà kề hay hơn những dòng loa 925, 825 anh em nhá. Cực kỳ hay luôn. Và dàn máy này bên em đang phối dép cú đẩy 4 kênh của hãng Andy Boro và một vang số của JBL X5. Sử dụng một quản lý nguồn A300 của Duty Otic và một Omic DMX hàng bãi xịn. Và tiếp đó thì bên em lưu phối ghép cùng cổ súp bát 40 của hãng Pro Otic với combo hình này anh em nhá. Thì ngoài sau đây ca sĩ Sơn Hoài sẽ test một đoạn cao kỳ ngắn về combo hình này. Combo hình này thì bên em bao hai cái bác ở trong không gian 40 đến 60 vuông đánh chắc nét luôn. Và đặc biệt KK thì miễn chê luôn anh em nhá. Thì xong sau video clip KK này thì bên em sẽ báo giá cho anh em về combo hình này nhá. Anh em nhá. Suốt ngày cắm đầu chơi game. Nhà mình đi dạo công viên. Thiết kế dàn máy anh em nhìn đã chất rồi. Máy đẩy 4 kênh, súng súp hơi. Bãi của đêm mới tiếng cực hay luôn. Em yêu về một cặp duy nhất thôi nha anh em nhá, một cặp duy nhất M35 M Sesi 25 anh em nhá. Em hát đi dù mây hạ về, hà trắng lang thang miên man tình buồn. Lời rất cực kỳ mạnh luôn, đặc biệt là mình yêu sử dụng mic gần bãi xịn, nhưng cực kỳ hay luôn. Mây trôi trôi chìm ngủ đôi nhớ, em hát đi lênh đênh giọt buồn trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ta. Sơn Hòa nhìn hạ về cây đã rụng buồn, em mất đi dù ngủ giấc chiều lại. Mây trôi lá trên cây không còn là mơ màng, ta lắng nghe ngủ ngơ hà về, hà trắng bơ vơ miên man tình buồn. Dòng này thiết kế thùng cân cực kỳ đẹp luôn anh em nhá, dòng loa 3 số đời cao hơn 825 và 925 anh em nhá, dòng đời
bát của Sương Đen vào cấp kép của Rocco 44. Em đang thưởng thức ca khúc Chiều Hạ Vàng. Bên em nữa, rất là thầy em mua cà phê, giá rất là ok luôn. Hàng cần chọn anh em. Em hát đi dù mây hà về, hà trắng lan ngang miên man tình buồn. Dòng sông này là hát trên đây, mây trôi trôi chim cô đời nhớ. Em hát đi lên đây buồn hoài mãi trong ta, mơ mơ chiều về dòng sông này nhớ mãi em ta. Nhìn Hà Về cây lá sông buồn, em lát đi dù mù giăng chiều lái mây bay. Lá trên cây không còn nắng mơ màng, ta lắng nghe nguyện mơ sài gòn về hạ trắng cho anh em bao phủ từ phòng 40 đến 60 của em dày dặn và chi tiết luôn. Chiều mây vàng như tiếng em ca mới lang trong nắng hành vàng. Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca mới lang thang trong nắng hành vàng. Ok anh em vừa thưởng thức chất âm karaoke của combo quỳnh này với cặp loa G là M3525 anh em nhé, sử dụng driver bát 40 một tép kèn và sử dụng với ca khúc Chiều Hạ và cho ca Xuân Hỏa thể hiện. Với hình này thì bên em Miu đưa ra mức giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em sử dụng một cặp loa JBL M35 và súp bát 40 một con đẩy 4 kênh của Andy Pro và sử dụng một con vang số JBL X10 sử dụng quản lý nguồn Duty A300 cao cấp và một mic không dây bãi xịn của bên em Miu. Với hình này bên em đưa ra mức giá là dưới 50 triệu đồng anh em nhé, dưới 50 triệu đồng. Anh em nào nhu cầu đầu tư thì liên hệ với em Miu qua số máy 0973 096 220 và 0973 034 319 nhá. Em Miu xin cảm ơn quý giả và quý nhà.